Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, nhiều người thường tự hỏi rằng tại sao tôi chăm chỉ làm lụng như vậy nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm lo từng bữa. Có người thì chẳng cần làm lụng vất vả, cũng chẳng cần bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vừa làm vừa chơi mà tiền tiêu rủng rỉnh, vận may luôn tìm đến. Họ thầm than trách ông trời bất công. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nản lòng, từ bỏ ý chí phấn đấu của mình, bởi có thể quả ngọt thường là những quả chín. Các bậc thầy phong thủy đã nhận định rằng mỗi con giáp trong năm 2020 lại có một cung mệnh riêng, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ngày hôm nay, phong thủy may mắn sẽ lý giải cho các bạn về những cát tinh vận hạn của tuổi Tỵ trong năm 2020. Biết được những vận số của mình sẽ giúp bạn định hướng xoay chuyển vận mệnh để nâng cao tài vận, tài lộc của mình. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cát hung nạp vận tuổi Tỵ năm 2020. Tuổi Tỵ bao gồm những người sinh năm 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 và 2013. Ấn tinh trợ vận vạn sự tốt, tung hữu tiểu ách, nan vi hoạn, cần khẩn nỗ lực thu hoạch phong, thái tuế, vi quan quý nhân vượng. Tài quan lưỡng vượng, vận thế nhân duyên mạnh, sức khỏe không được tốt. Người tuổi Tỵ năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều có cơ hội phát triển tương đối tốt. Thiên can lưu niên lộ ra thiên tài, năm nay người tuổi Tỵ không thiếu cơ hội cầu tài. Thái tuế là chính quan của người tuổi Tỵ, lưu niên lại gặp cát tinh nguyệt đức chiếu mệnh. Bởi vậy, người tuổi Tỵ năm nay vận thế nhân duyên mạnh mẽ, có khả năng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để được cát lành thịnh vượng. Về mặt tình cảm, năm nay tài quan cùng xuất hiện, vận thế của nam nữ mệnh tuổi Tỵ tương đối tốt. Thực tế thì đối với nữ mệnh mà nói, năm 2020 gặp được chính quan đào hoa, nếu có thể nắm chắc lấy cơ hội này, hy vọng đạt được tình yêu mỹ mãn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng người tuổi Tỵ năm nay đều thuận buồm xuôi gió. Về mặt sức khỏe thì người tuổi Tỵ dễ dàng bởi vì rắc rối buồn phiền hoặc là làm việc quá tải dẫn đến sức khỏe không được tốt, đặc biệt cần phải chú ý tới các bệnh liên quan đến não, đường hô hấp, ruột. Tóm lại, kiến nghị người tuổi Tỵ có thể nhân lúc năm của sự nghiệp tài vận mạnh, thích hợp bổ túc học tập, nâng cao công việc liên quan, tăng cường sức mạnh cạnh tranh của bản thân cũng như là có lợi cho việc phát triển lên cao của sự nghiệp sau này. Trong quá trình kinh doanh đầu tư, chú ý tránh xa mạo hiểm để giảm bớt tổn thất tiền bạc. Về mặt cuộc sống cũng thích hợp giảm bớt áp lực, rèn luyện bản thân. Đồng thời thì đang yêu hoặc là đã kết hôn thì cần nắm chắc cơ hội tốt này, tranh thủ biến người giàu có trở thành người nhà. Ngoài ra thì luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để tăng cường quý nhân gặp hung hóa cát. Cát hung vận hạn, cát tinh nguyệt đức. Người tuổi Tỵ năm nay có thể thăng quan tiến chức thuận lợi, sao nguyệt đức tới nhập cung mệnh, mọi chuyện gặp dữ hóa lành, giảm bớt đi ảnh hưởng mặt trái của hung tinh lưu niên, mọi việc đều có quý nhân trợ giúp. Hung tinh tiểu hao, tử phù, kiếp sát. Tiểu hao là tức trong tuổi có hao tổn, không tụ tiền tài, rủi ro tiêu hao tiền tài tiêu, làm cho thất bại hư ảo, không hợp làm chuyện đầu tư tài chính. Người kinh doanh buôn bán thì cần nắm bắt thị trường tốt cùng với quản lý nhà kho hậu cần, nếu không dễ có hao tổn. Tử phù đại diện cho tranh đấu, quan hình hao tài, bệnh tai, gặp lưu niên có nhiều việc không rõ ràng, nên năm nay đừng đi thăm người bệnh tật để hóa giải hung tinh. Mệnh gặp tử phù chủ về kiện tụng, nếu không là tai họa bệnh tật, kiếp sát dễ dàng vì cướp đoạt cản trở, cướp đoạt của bên ngoài đến mà tốn công vô ích, trả giá nhiều, thu hoạch thì ít. Đừng quá lo lắng, hãy treo trong phòng khách của mình một pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận để hóa giải mọi tai ách của năm 2020. Cát hung luận giải, tài vận tiểu cát. Người tuổi Tỵ ở năm canh Tý do thiên can lưu niên lộ ra thiên tài, thái tuế là chính quan tinh. Năm nay người tuổi Tỵ có cơ hội cầu tài nhiều, vận tiền của thì cũng dễ dàng bởi vì phát triển sự nghiệp mà như diều gặp gió. Dưới sự giúp đỡ của thái tuế cùng với các tinh nguyệt đức, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ năm nay tốt đẹp,
có cơ hội phát triển đối ngoại nên trân trọng và giữ gìn cho thật tốt. Sau này đối với sự tăng lên của tài vận có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Nếu có điều kiện thì hãy sử dụng pháp khí phong thủy Phi Long Thất Tinh Đồ Trận treo trong phòng khách để kích hoạt cung tài vận và quan vận, rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Về sự nghiệp tiểu cát, Tý Thủy là chính quan của Tỵ, chủ về quyền quý, chức vị và danh tiếng. Về mặt sự nghiệp thì sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân, dễ dàng có bước ngoặt nếu không ngại vất vả để bản thân tự làm, phát huy tài năng của chính mình, thành tích nhất định vượt xa khỏi dự tính. Đồng thời thì chính quan cũng đại diện cho cấp trên, lãnh đạo, cấp trên sẽ trọng dụng bạn, cũng sẽ tiếp thu ý kiến của bạn, càng có khả năng ủy thác trọng trách nên chăm chỉ nỗ lực. Năm nay thành tích nổi bật, bất luận là vận thế nam nữ đều mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là người kinh doanh hay là công chức đều có cơ hội được quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn phương hướng. Nếu có thi cử, bồi dưỡng, đánh giá thành tích sẽ tương đối dễ dàng thông qua. Nhưng dù sao năm nay cũng bị thái tuế kiểm soát, đồng thời thì suy nghĩ trọng dụng bạn cũng biểu thị thái độ của cấp trên. Quý nhân đối với bạn còn mang theo sự soi xét, cần phải hiểu rõ năng lực của bạn làm được đến đâu. Vì vậy mà nói thì người tuổi Tỵ năm nay cần phải cẩn thận làm việc, tuy thành tích có chút thu hoạch nhưng chắc chắn không được kiêu ngạo, dù sao thì cũng không được mục hạ vô nhân, cần thận trọng trong cách cư xử. Sức khỏe thấp, bị thái tuế kiểm soát, bị thiên can lưu niên làm hao tổn, sức khỏe không được tốt, cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt là cần chú ý về não huyết, lại gặp phải ảnh hưởng của tử phù kiếp sát, e rằng có những tai họa bất ngờ xảy ra. Từ các ngành nghề xây dựng như giao thông, chất nổ, tuổi Tỵ làm ngành nghề có độ nguy hiểm cao thì nhất định phải cẩn thận. Đào hoa trung bình. Về mặt tình cảm, năm 2020 là một cơ hội không tệ để thoát khỏi cảnh độc thân. Bạn độc thân tuổi Tỵ nên nắm cho thật tốt cơ hội này để tiến tới tỏ tình với người trong lòng, đặc biệt là nữ mệnh, tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng người đã kết hôn thì lại chịu ảnh hưởng của kiếp sát, quan hệ cùng nửa kia dễ dàng rạn nứt, tình yêu bị chia rẽ, một phần nhỏ bị bạn bè ảnh hưởng. Dù cho có danh vợ chồng thì cũng dễ dàng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, đồng hồ chim công treo ở vị trí đào hoa trong phòng khách để hòa hợp vợ chồng. Còn với người đơn thân thì treo để tăng cường đào hoa vận. Vận thế luận giải chi tiết. Quan vận, năm nay người tuổi Tỵ về mặt sự nghiệp có nhiều chất dụng võ, gặp lưu niên là chính quan tinh, khí thế sự nghiệp thì giống như cầu vồng, nhiều quý nhân giúp. Bất luận là công chức, làm thuê, tự lập nghiệp hay là người kinh doanh buôn bán đều có cơ hội phát triển không tồi. Điều không được hoàn hảo chính là sự ảnh hưởng của kiếp sát, vốn là vận thế sự nghiệp thuận lợi, đột nhiên chuyển bước đột ngột. Về tài vận, năm 2020 vận thế sự nghiệp của người tuổi Tỵ vượng, tài vận cũng vì thế mà tăng lên, vận thế thiên tài đặc biệt hiện rõ. Dưới sự trợ giúp to lớn của nguyệt đức và quý nhân, có thể tích cực xem xét thay đổi ngành nghề, dùng tâm mình để kinh doanh cùng với vạch kế hoạch cẩn thận, hơn nữa thì khiêm tốn xin chỉ dạy từ quý nhân, có thể có làm có được. Về hôn sự, chính quan lưu niên có lợi cho phát triển nhân duyên khác giới, người độc thân tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm, cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh nhờ người lớn tuổi giới thiệu người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Người đã kết hôn thì do tác động của kiếp sát, tình cảm có nguy cơ bị lung lay, cần phải đề phòng người thứ ba chen vào phá hư quan hệ gia đình. Nhân đinh. Năm nay vận thế sự nghiệp của người tuổi Tỵ tốt đẹp, tham vọng ý tưởng lên cao, gặp gỡ xã giao trong công việc cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, cũng bất lợi cho việc đầu tư hoặc là khai thông đường con cái, ảnh hưởng lẫn nhau. Lại thêm tác động của hung tinh kiếp sát, năm nay nguy hiểm ngoài ý muốn tăng lên. Người tuổi Tỵ trước tiên cần phải chú ý sự thay đổi chế độ sinh hoạt ảnh hưởng tới sức khỏe, tiếp theo thì nên gia tăng chuyện con cái cùng tỷ lệ hiệu suất cao với bạn đời, làm cho quan hệ càng thêm thân mật. Để mọi việc được thuận lợi thì bạn hãy dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp bình ổn và suôn sẻ.
Về sức khỏe, người tuổi Tỵ năm nay đặc biệt lưu ý tới sức khỏe của bản thân và người nhà. Thái tuế khắc thân lại thêm hung tinh tử phù, kiếp sắp đến, rất dễ dàng khiến cho sức khỏe bật đèn đỏ. Khi tự lái xe hoặc là đi xa, cần tăng cường ý thức an toàn, cẩn thận đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Tốt nhất chuẩn bị mua bảo hiểm tai nạn cùng với bảo hiểm chữa bệnh cho bản thân và người nhà để tránh bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Vận hạn từng tuổi. Tân Tỵ sinh năm 2001, 20 tuổi, rắn ngủ đông. Tuổi Tỵ sinh năm 2001, nạp âm ngũ hành là bạch lạc kim, đa phần là người mưu trí, chí khí hơn người, vật chất đủ dùng. Quý nhân trợ giúp, trung niên đổi bệnh, về già, phát phúc là mệnh trường thọ. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thực thổ là ấn tinh, năm nay sẽ có cơ hội làm cho cuộc đời của mình thêm một bậc mới, mở ra giai đoạn mới. Năm nay thích hợp bồi dưỡng để tăng giá trị bản thân, tham gia đào tạo chuyên môn vì phát triển sự nghiệp tương lai mà tích lũy thực lực. Ngoài ra thì nếu năm nay gặp hàng loạt giao dịch về bất động sản, xe cộ, cần phải chú ý tới các vấn đề điều khoản chi tiết. Tuổi này mới chập chững bước vào trường đời nên còn có nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt là với những người xa gia đình. Để yên tâm hơn thì hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải. Năm mệnh 20 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, người đang đi học sẽ tương đối vất vả, gặp phải giáo viên nghiêm khắc. Người làm công thì ắt phải cẩn thận, tránh việc làm sai lầm khiến cho lãnh đạo trách cứ. Nữ mệnh 20 tuổi, năm nay gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, một mặt dễ dàng bốc hỏa lên mụn, mặt khác thì cần chú ý đề phòng các vấn đề như sinh non, khó sinh, bệnh phụ khoa. Kỷ Tỵ sinh năm 1989, 32 tuổi, rắn có phúc. Tuổi Tỵ sinh năm 89, nạp âm ngũ hành đại lâm mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, vợ chồng hòa thuận, làm việc được như ý. Nam mệnh thích khoe khoang, nữ mệnh cư xử tốt với mọi người. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tài tinh, năm nay cần thông qua cố gắng của bản thân thì mới có thể vất vả được tài. Trong công việc chỉ có hết lòng làm việc, lãnh đạo sẽ dành cơ hội trọng dụng bạn. Còn về mặt tình cảm, vận đào hoa rất vượng, người độc thân thì dễ dàng gặp gỡ ý trung nhân một cách bất ngờ. Có người yêu thì phải đề phòng đào hoa ảo, sử dụng đồng hồ chim công, kích tình duyên để tăng cường đào hoa vận, giúp hòa hợp vợ chồng cũng như là tăng cường nhân duyên để sớm có được người như ý. Nam mệnh 32 tuổi. Năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch, đi công tác và đi xa cầu tài, trong nhà sẽ có chuyện khá vui. Nữ mệnh 32 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan sự lai tương xâm. Năm nay cẩn thận gặp kiện tụng, đề phòng người không tốt quấy phá, giảm bớt việc đi xa. Đinh Tỵ sinh năm 1977, 44 tuổi, rắn trong đầm. Tuổi Tỵ sinh năm 1977, nạp âm ngũ hành xa trung thổ, đa phần là người lợi quan cận quý, bản tính kiên cường, không luận, không thuận nhân tình, sự nghiệp hiển vinh. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thực thổ là tỷ kiếp, năm nay dễ dàng cùng với người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Năm nay có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Hóa giải bằng cách treo trong phòng khách pháp khí phong thủy phi long thất tinh đổ trận để hóa giải thị phi, tăng cường quan vận và tài vận của mình. Nam mệnh 44 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là một năm mọi việc tùy thuận, được Nguyệt Đức nhập mệnh, có khả năng được quý nhân giúp đỡ, thích hợp đi xa cầu tài. Nữ mệnh 44 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh có vấn đề tương đối nhiều, ra vào thì cần phải đề phòng trộm cướp, mọi chuyện ắt phải đề phòng có người hãm hại. Ất Tỵ sinh năm 1965, 56 tuổi, rắn rời hang. Tuổi Tỵ sinh năm 1965, nạp âm ngũ hành là phúc đăng hỏa, phần lớn là người đoan chính, ưa thích ham chơi, oai phong lẫm liệt, về già an bình. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là thực thương, bởi vì địa chi sinh năm cùng với địa chi lưu niên tương xung khắc. Năm nay đặc biệt chú ý tới bảo vệ sức khỏe, mọi chuyện nên dùng tâm để bình tĩnh, đừng để kích động hại thân, đồng thời cũng nên chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải các bạn nhé. Nam mệnh 56 tuổi, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, tai họa khá nhiều, gia đình không yên, đi lại nhiều trở ngại.
Nữ mệnh 56 tuổi, năm nay gặp sao Vân Thán chiếu mệnh, cần lưu ý xảy ra các nạn về máu huyết, chú ý bảo vệ sức khỏe về vấn đề phụ khoa. Quý Tỵ sinh năm 1953, 68 tuổi, rắn trong cỏ. Tuổi Tỵ sinh năm 53, nạp âm ngũ hành trường lưu thủy, đa phần là người thông minh, lanh lợi, cả đời vẫn thấy lên xuống khá nhiều, nhưng về già thì vinh hoa. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích tượng thổ là quan tinh, một mặt năm nay cần đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân, chú ý an toàn giao thông đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn để tránh bị mắc lừa. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu luôn mang bên mình để hóa giải. Năm mệnh 68 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế tổng thể khá tốt, thích hợp đi du lịch, trong nhà dễ có thêm con cái. Nữ mệnh 68 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, có nhiều chuyện không được bình yên, vận hung liên tục, không thích hợp đi xa. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn, có chuyện phát sinh về linh cảm thiên môn, áp lực. Năm nay tuổi Tỵ có thiên can ngày sinh Giáp, thích hợp nghiên cứu và suy nghĩ. Đối với một vài hứng thú phát sinh bên lề, có mong muốn học tập chuyên sâu, về mặt sự nghiệp thì xuất hiện linh cảm không tồi. Xử lý công việc thường cố hết sức nhưng không nịnh nọt, làm nhiều công ít, áp lực lớn, vì thế không cần phải hoang mang nhụt chí, luôn luôn duy trì tỉnh táo, thái độ tích cực đón nhận vẫn có thể đạt được thành công. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn đại diện cho tu dưỡng văn hóa sự nghiệp. Năm nay tuổi Tỵ có can ngày sinh Ất, trong mối quan hệ kết giao có thể đạt được rất nhiều sự trợ giúp về sự nghiệp và cuộc sống. Cơ hội giao tiếp nhiều cũng làm cho tu dưỡng và hình ảnh của bạn tăng lên. Thành tích học tập văn hóa của người đang đi học thì không tệ, có được sự trợ giúp của giáo viên. Về mặt sự nghiệp, năm nay vận thế của người tuổi Tỵ tương đối tốt, năng lực quyết đoán cùng thực hiện đều có một phen tăng lên. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan là tiến bộ, quý nhân thời cơ. Năm nay người tuổi Tỵ có can ngày sinh Bính, về mặt sự nghiệp bản thân sẽ xuất hiện thái độ cùng với tinh thần tích cực tiến thủ. Đồng thời trong thời gian tiến thủ thì vẫn có thể đạt được ghi nhận của cấp trên. Vận quý nhân không tệ, sẽ có cơ hội tương đối tốt nên nắm bắt cho thật chắc, làm được càng nhiều càng tốt hơn. Nhưng áp lực thời gian lớn thì cần phải học cách điều hòa thân tâm, đừng sử dụng quá mức sức khỏe và tinh thần. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa. Năm nay lưu niên vận hành là chính quan, chủ đề sự nghiệp cấp trên phấn đấu. Năm nay người tuổi Tỵ có can ngày sinh Đinh Hỏa, về mặt sự nghiệp sẽ có thu hoạch, cần nhiều cố gắng vì sự phát triển mà không ngừng tiến thủ. Về mặt quý nhân, do nỗ lực của bản thân sẽ được sự ghi nhận của cấp trên, mang đến tiền đồ phát triển tốt đẹp. Về mặt tâm trạng, năm nay cũng không tệ, tinh thần sung mãn, cả năm đều vào ở trạng thái hài lòng phấn đấu. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ. Năm nay là năm chuyển vận, là thiên tài đại diện cho thiên môn, tài vận, áp lực. Về mặt thiên tài thì năm nay sự nghiệp của người tuổi Tỵ can ngày sinh Mậu Thổ có thể duy trì chức vị và tiền lương hiện có. Thỉnh thoảng thì có được một ít tiền thưởng cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc, vẫn có một ít cơ hội kiếm chức, kiếm thêm thu nhập, nhưng vẫn là kiếm tiền vất vả. Đầu tư tài chính thì tuy kiếm không quá nhiều nhưng cũng có một số lợi ích nhất định. Về mặt tình cảm ổn định, bên trong có bước tiến, người độc thân đào hoa đến, nhưng bản thân lại do dự. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài, chuyển vận lưu niên là chính tài chính nghiệp. Năm nay về vận thế thì tuổi Tỵ có can ngày sinh Kỷ, có sự nghiệp trung bình, chính tài có lợi, làm thêm một phần, thu hoạch nhiều thêm một phần. Thiên tài không tốt, mọi việc cẩn thận một chút, làm nhiều nên có kế hoạch giữ gìn tài sản, tránh xa việc hên xui. Về mặt tình cảm, thực tế bình thường không yêu cầu xa vời lãng mạn, chỉ cần kiên trì là đủ. Người độc thân thì gặp được người khác giới chân thành và vững chắc, có thể nắm bắt cho thật tốt. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, lưu niên gặp thương quan, chủ về cách nghĩ, sáng tạo, tùy hứng. Đối với người tuổi Tỵ có can ngày sinh là Can, mà nói năm nay có chủ kiến và cách nghĩ của bản thân, có thể cẩn thận thực hiện nhưng không được thách thức quyền uy, làm việc theo phương thức tuần tự, dễ dàng có được sự tán thành của mọi người. Tài vận bất ổn, chi tiêu quá nhiều, không nên tùy hứng chi tiêu. Về mặt tình cảm trong chung sống thì cần kiên nhẫn nhiều hơn, duy trì thái độ khiêm tốn cho tốt.
Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần đại diện cho hưởng thụ phúc lợi tình cảm. Năm nay người tuổi Tỵ can ngày sinh Tân Kim có thời kỳ nhẹ nhõm vui vẻ, hưởng thụ cuộc sống, sự nghiệp ở trạng thái ổn định, đạt được lợi ích tương đối nhiều. Ví dụ như càng nhiều thời gian rảnh rỗi hoặc là nền tảng kết giao càng rộng, người lập nghiệp có thể mỗi ngày từng chút một khai thác cơ hội. Về mặt đào hoa, mức độ hấp dẫn lớn của bản thân sẽ thu hút người khác giới lại gần. Bạn đang yêu, ưa thích tự do, đối với nửa kia có chút xa cách. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài đại diện cho quan hệ xã giao, sự nghiệp, hào tài. Năm nay, tuổi Tỵ có can ngày sinh Nhâm Thủy, có chỗ trưởng thành, có tích lũy kinh nghiệm cùng với mối quan hệ, có quý nhân giúp đỡ nhưng bản thân lại có chút thất vọng. Kiến nghị nên tiếp thu ý kiến từ đồng nghiệp, nghe nhiều nói ít. Về mặt kinh doanh buôn bán thì cần cân nhắc đối với đề nghị cùng tư chất của bên hợp tác để tránh vì hợp tác rồi bị lừa mà hao tài. Cơ hội tình cảm vẫn là có thể đối với đối phương nhiệt tình một chút, nhưng người độc thân thì không nên quá nóng vội trong tình cảm. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp Tỷ Kiên đại diện cho mối quan hệ xã giao, bạn bè cùng có lợi. Năm nay, năng lực của người tuổi Tỵ với can ngày sinh là Quý Thủy được phát triển và đề cao. Về mặt sự nghiệp, càng có khả năng học được từ người hợp tác hình thức tư duy sáng tạo cùng có lợi, có thể phân chia lợi ích, nhượng bộ một ít, không thể vì lợi ích nhỏ mà mất đi tiền đồ lớn. Về mặt tình cảm, đào hoa bình thường nhưng vẫn là bạn bè không tệ, cũng không tính là cô đơn, sống chung cùng nửa kia, lấy nhu khắc cương là tốt. Quý anh chị và các bạn thân mến, xem được số vận của mình trong năm 2020 rồi, các bạn cũng cần lưu tâm với các phương pháp hóa giải cho bản thân của mình. Rất cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng với Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để họ biết được vận hạn của mình, cùng nhau nhắc nhở, cảnh báo cho quý vị để tránh được những tai ương, đại hạn xấu. Phong thủy may mắn phát triển được như ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần lớn là do sự đóng góp của quý khán giả. Quý vị có thắc mắc hay là cần hỗ trợ những việc liên quan đến âm phần, mồ mả, đất đai, hãy gọi ngay cho chúng tôi để những bậc thầy chuyên gia về tử vi phong thủy sẽ giải đáp cho quý vị. Mỗi người có một vận số khác nhau, không vì thế mà chúng ta bằng lòng với số phận. Hãy cố gắng làm việc để đạt được thành quả cao nhất các bạn nhé. Chúc quý vị bước sang một năm mới 2020 gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.